Man oh man, các bạn thấy được là ngày hôm nay đây chúng ta nhìn toàn là một màu đỏ Thật ra các bạn thấy những màu xanh trên màn hình đó là những cái đồng là phần lớn là đồng ổn định Như là chúng ta thấy đồng USDC, đồng USDT, BUSD là những đồng ổn định Phần còn lại là các bạn thấy được thị trường hôm nay toàn một màu đỏ Và chuyện gì đang xảy ra thì trước hết đó, hello hello, xin chào các bạn Chúng ta đã trở lại và hôm nay thường muốn chia sẻ thêm một số những cái thông tin liên quan đến tình hình thị trường. Hôm nay chúng ta sẽ nói về tình hình chung của thị trường. Và ngày hôm nay đó là tối ngày thứ hai tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối giờ Cali. Có nghĩa là ngày thứ hai Hoa Kỳ ở Việt Nam là ngày thứ ba ngày 16 Tây tháng 11. Thì mới vừa mới đây các bạn thấy được chúng ta lại chuyển qua thành nhiều màu đỏ hơn nữa. Thì khi mà chúng ta nhìn vào tình hình của BTC đó thì các bạn thấy được là cả ngày hôm nay giá cả đã đi xuống và đi xuống hai đợt liên tục các bạn thấy được đi xuống vài tiếng đồng hồ sau đó đi ngang vài tiếng đồng hồ lại đi xuống vài tiếng đồng hồ liên tục tổng cộng là một hai ba bốn năm 5 tiếng vừa qua, giá của BTC đã đi từ cái mức đó là 64.000 đô Đi xuống cái mức thấp đó là chỉ còn có là 60.500 đô mà thôi Chúng ta vẫn hơn là 60.000 đô Thì khi mà các bạn nhìn vào biểu đồ của nến giờ gì đó Các bạn có nên lo lắng hay là không Thì để thông chia sẻ với các bạn Trước hết đó là các bạn thấy là chúng ta cần phải nhìn vào tình hình thời gian nó xa hơn Để các bạn có thể thấy được là zoom ra Chúng ta mới thấy sự thật như thế nào Khi mà chúng ta zoom ra đó các bạn thấy được là khi mà chúng ta zoom ra tính theo cái biểu đồ của nến ngày thì thường sẽ cho các bạn thấy được là lần cuối cùng chúng ta thấy cái mức giá này là khi nào và đây là biểu đồ của nến ngày trên sàn Coinbase, thì cái mức giá là 61.000 đô bây giờ đó. tuy là các bạn đang chứng kiến à, một cái đợt đi xuống giá, trên các bạn cảm thấy là tình hình nó rất là tồi tệ, nhưng mà khi mà các bạn zoom ra đó thì các bạn thấy được là lần cuối cùng chúng ta thấy cái mức giá 61.000 đô này đó chính là ngày 6 tây tháng 11 Bây giờ là ngày 15 tới tháng 11 có nghĩa là trong thời gian nó chỉ có 9 ngày trước đây mà thôi. Tuy là các bạn có thấy là giá đi xuống đó, đối với bạn thì đi xuống sâu nhưng mà các bạn thấy là cái giá này chúng ta chỉ thấy cách đây chỉ 9 ngày mà thôi. Hôm nay chúng ta lại thấy là cái giá này khoảng cách chỉ có 9 ngày thôi chứ không phải là xa lắm. Cho nên zoom ra các bạn mới thấy được là tình hình của BTC trong thời gian qua đó cái sự tăng trưởng nó đã mạnh như thế nào rồi và nhiều bạn có biết là chúng ta thật sự trong cái đợt tăng trưởng đó gần đây chúng ta thật sự vẫn chưa có thấy à, một cái đợt điều chỉnh nào gọi là sâu hết từ lúc mà giá của BTC đi từ cái mức là khoảng 29.000 đô là ngày 21 tháng 7 đó đến mãi ngày hôm nay thì các bạn zoom ra sẽ thấy được là cái sự tăng trưởng rất là mạnh rồi đi từ cái mức là 29.000 mà các bạn thấy lên tới cái mức là 69.000 chỉ trong thời gian đó chúng ta tính theo ngày đó là từ thời điểm này cho đến ngày hôm nay đó là chỉ trong thời gian chỉ có là 119 ngày mà thôi có nghĩa là khoảng chừng là hơn 3 tháng, coi như là 4 tháng đi 119 ngày Thì khoảng chừng là 4 tháng, mỗi tháng 30 ngày Nhưng 4 là 120 ngày Thì uh, chúng ta bây giờ đó hãy nhìn vào tình hình hôm nay đó tại sao là chúng ta lại có cái sự xuống giá này tuy là các bạn thấy là xuống nhiều nhưng mà trên thực tế chúng ta chỉ trả về 9 ngày trước đây mà thôi thì có phải thì chúng ta đã nhận được thông tin xấu hay không thì không phải thực ra thông tin ngày hôm nay đó có rất nhiều những thông tin tốt mà thường sẽ chia sẻ với các bạn trước hết đó, chúng ta nhìn vào một trong những điều mà sẽ xảy ra ngày mai đó chính là chúng ta sẽ có thêm một cái quỹ Bitcoin ETF nữa đó chính là cái quỹ Bitcoin ETF của Vanex các bạn nhớ là tuần rồi đăng lý đầu là công ty này đó họ sẽ có cái sản phẩm Bitcoin Futures ETF nhưng mà bây giờ đó thì uh, ngày mai chúng ta mới thấy sản phẩm này xuất hiện thì đây cũng là một cái sản phẩm dựa thêm hợp đồng tương lai mà thôi chứ không phải là một cái sản phẩm spot ETF cho nên đây cũng là một trong những cái sản phẩm mà chúng ta đã có rồi ở trên thị trường Cho nên thông tin này đó cũng không có gì gọi là quá lớn chúng ta hình như bây giờ đã có ba cái quỹ đầu tư Bitcoin future ETF rồi bây giờ là thêm một quỹ mà thôi đây là những cái quỹ đầu tư mà dựa theo hợp đồng của BTC chứ không phải là BTC thực sự và đây đó sẽ là một trong thường nhớ là bốn cái quỹ là chúng ta sẽ có ở trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thì nếu như mà chúng ta không có cái tin tức xấu ngày hôm nay mà chúng ta lại còn có tin tức tốt thì sẽ chia sẻ thêm một lát nữa thì tại sao mà chúng ta lại thấy cái đợt mà đi xuống giá liên tục mấy tiếng đồng hồ của ngày hôm nay thì các bạn thấy được là một trong những cái điều mà chúng ta cũng đã từng nói trên cái channel này rất nhiều lần nhưng mà nào mà theo dõi thường xuyên cũng đã biết là hôm qua thông tin nhắc tới hôm trước thường cũng nhắc tới hầu như là video gần đây thường được nhắc tới đó chính là cái số lượng lệnh futures đang rất là cao thì ngày hôm nay đây chúng ta chứng kiến một cái hiện tượng đó chính là hiện tượng gọi là long squeeze có nghĩa là cái số lượng lệnh đòn bẩy đó cái số lượng đánh lên đó, bị thanh lý thì tổng số bị thanh lý là bao nhiêu thì các bạn thấy được là thường vừa refresh cái trang này lại đây là cái trang Bybit.com, Bybt.com nhưng bây giờ đã đổi lại thành uh, Coinclass.com rồi Thì các bạn thấy là trong vòng 4 giờ qua đã có 329 triệu đô la lệnh bị thanh lý Trong vòng 12 giờ qua đã có 470 triệu lệnh bị thanh lý Và trong vòng một ngày qua 2-4 giờ qua đã có 536 triệu đô la lệnh bị thanh lý Và cái số lượng lệnh thanh lý này đó là các bạn thấy được đến từ những cái sàn lớn à, Phân phối đó là sàn Binance đã có 29 triệu số lượng lệnh bị thanh lý sang FTX là 24% số lượng lệnh bị thanh lý và chúng ta thấy là sàn OKX là 20% cái số lượng lệnh bị thanh lý và khi mà chúng ta nhìn vào tính theo giờ đây thì các bạn thấy được là tình hình là cái tên khoảng chừng 5 tiếng đó đã có 87 triệu đô la lệnh bị thanh lý như là các bạn nhìn thấy trên màn hình và sau đó một tiếng đó thì các bạn thấy được đó là cái số lượng lệnh bị thanh lý đã lên tới là 200 là 2 triệu đô la có nghĩa là chúng ta thấy là có rất nhiều những cái lệnh đòn bẩy lon bị thanh lý trên những cái sàn này và đây mới là cái nguyên nhân dẫn đến là chúng ta thấy được là giá cả đó có cái sự xuống giá đột ngột liên tục tại vì các bạn thấy được là những cái lệnh này đó là có một cái số lượng lệnh là dùng BTC làm thế chấp thì có nghĩa là khi mà các bạn thấy lệnh bị thanh lý thì cái số lượng BTC đó đó là bị bán dẫn tới giá cả xuống và đương nhiên dẫn đến là nhiều lượng lệnh lon bị thanh lý hơn giờ nên là giá cả tiếp tục xuống cho nên chúng ta mới thấy cái hiện tượng hiện bây giờ liên quan đến là, tình hình là liên tục dài tiếng đồng hồ giá cả đi xuống và đi xuống đi xuống mãi cho tới bây giờ thì giá đã siêu tới mức là 61.000 đô và chúng ta thấy đó là gần đây nhưng mà nào mà theo dõi kênh thì cũng đã biết là cái số lượng lệnh futures khi mà chúng ta nhìn vào những dữ liệu on-chain đó thì rất là cao như là thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua và nhiều những cái video trước thì tình hình đó là chúng ta thấy được là tính theo giờ thì đương nhiên bây giờ à, cái xu hướng đó để thường zoom vào các bạn sẽ thấy được là đương nhiên khi mà có những cái lệnh long bị thanh lý đó thì đương nhiên cái đường màu xanh này nó có cái xu hướng là đi xuống tại vì đã có ít lệnh hơn nhưng mà khi mà chúng ta zoom ra đó để nhìn toàn cảnh hơn đó thì các bạn thấy được là cái số lượng lệnh futures ở thời điểm bây giờ đó, đó, còn cao hơn cả lúc mà chúng ta thấy là ngày 12 tây tháng 4 cho nên nhiều khi chúng ta nhìn vào tài liệu này đó là một trong những điều mà thường thường hay nói với các bạn là lúc nào chúng ta cũng cần phải có cái sự chuẩn bị tại vì khi mà có quá nhiều lệnh future như vậy thì sẽ dẫn đến là cái tình hình có thể bị long squeeze bất cứ lúc nào tại vì giá cả chỉ cần là đi xuống thôi sẽ dẫn đến là nhiều cái lệnh bị thanh lý và chúng ta thấy đó là bây giờ đó thì cái tài liệu liên quan tới funding rate nó đã đi hàng ngang có nghĩa là đã không còn nóng nữa thật ra cái funding rate thì cũng không có phải là cao lắm trong thời gian gần đây chỉ là chúng ta có quá nhiều lệnh mà thôi có nghĩa là đây là cái điều mà chúng ta muốn thấy là cái số lượng lệnh futures nó giảm xuống nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đó chúng ta có một nhà tài trợ đó chính là một cái game NFT có tên là Yuki Moba. Thì thông điệp muốn gửi đến cho bạn ngày hôm nay đó là như tên gọi thì Yuki Moba là thuộc cái thể loại gọi là Mobile Esports có nghĩa là Multi Player Online Battle Arena được xây dựng với cái định hướng là cái nền kinh tế phi tập trung cũng như là cái NFT trong trò chơi để được sử dụng để mà xây dựng nhân vật vật phẩm trò chơi và cấu trúc của Metaverse Thì ngoài ra đó, cái cơ chế Play to được áp dụng nhằm tạo ra lợi kinh tế cho các game thủ Tạo nên cái điểm độc đáo so với các game MOBA truyền thống Thì trò chơi này đó được xây dựng dựa trên trò chơi ném tuyết truyền thống của Nhật Bản hay còn gọi là Yuki Gassen. Thì nổi tiếng khắp làng game thế giới với cái tính chất thể thao cũng như là vui nhộm, cạnh tranh, chiến đấu trực tuyến Hấp dẫn có thể phát triển thành game thể thao điện tử toàn cầu Điều này đã hứa hẹn play sẽ rất là hấp dẫn Đội cũng phát triển đó, luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong cái sự thành công của một cái dự án. Thì đây là một cái team đó đã làm việc với nhau hơn là 5 năm rồi với tất cả mọi người đều có cái kinh nghiệm chuyên môn cao trong cái chuyên môn của họ. Thì cùng với đó đó chúng ta có thể là đội ngũ đó, cố vấn dự án này là các bác cười nổi tiếng. Tại đây như là chúng ta thấy là có tên của Cyber Ventures, Condrip, Axia Ventures, Ufin và nhiều những đối tác khác thì Zuki token đó đó chính là một cái token ở trên cái Binance Smart Chain là đơn vị tiền tệ chính trong cái game này. Có thể kiếm được bằng cách chơi các cái chế độ trò chơi và tham gia nhiều hoạt động khác. Thì Zuki Mobile đó sẽ tiến hành IDO trên năm nền tảng vào ngày 20 và ngày 21 tây tháng 11 này nghĩa là chỉ còn vài ngày tới đây. Thì với cái giá IDO đó là 0.018 cho một token Zuki thì năm nền tảng IDO cho Zuki Mobile sẽ là Binstarter io Chúng ta có LG.Finance Chúng ta có BSC Station Crystal Gold Và cuối cùng là J Launchpad Và ngày 28 tháng 11 đó 15 giờ UTC Zuki Token sẽ được list ở trên Pancake Swap Thì đây là một cái game mobile mà cũng đang có cái sự quan tâm đến từ cộng đồng Các bạn có thể tải để mà thử chơi cái game này Bằng cái cách là bấm vào cái link mô tả bên dưới Cũng như là tìm hiểu những cái thông tin liên quan tới IDO Cho những người nào quan tâm thì tất cả thông tin sẽ nằm dưới cái video này và một cuộc phỏng vấn gần đây đó rất là thú vị đó chính là một bài phỏng vấn với lại willy woo willy woo đó là cái người mà phân tích on chain nổi tiếng và đây là cái bài phỏng vấn với lại một cái chương trình gọi là coin stories thì có hai điều trong bài phỏng vấn này thường muốn chia sẻ với các bạn thì đầu tiên hết á, là we nói là khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu on chain á, thấy được là tài liệu on chain thực sự rất là tốt như là thường thường hay chia sẻ với các bạn là chúng ta thấy được là cái tài liệu liên quan đến là btc hay là tmm cứ liên tục rời khỏi sàn có nghĩa là cái số lượng đồng ở trên sàn đã không còn nhiều cho nên chỉ cần chúng ta giữ vững được cái nguồn cầu hay là nguồn cầu tăng lên thì dẫn đến giá cả tăng lên nhưng mà chúng ta lại thấy điều đó chưa có xảy ra Tại vì sao vậy? Tại vì một trong những cái yếu tố đó đó là WeWoo rất là quan trọng, đó chính là cái yếu tố liên quan đến điều mà chúng ta vừa nói tới, đó chính là liên quan đến cái tài liệu của những cái lệnh futures, những cái lệnh đòn bảy lon đó thì cái mà Wiu nói đó là nếu như chúng ta muốn thấy thị trường này tăng trưởng mạnh hơn thì chúng ta phải có ít người có cái lòng tham hơn mỗi lần mà mọi người có lòng tham nên mỗi lần mà giá cả tốt đứng dẫn nên thì mọi người lại có cái lòng tham dẫn đến ta rất nhiều người sử dụng rất nhiều đòn bẩy trên những cái sàn giao dịch và đương nhiên thường chia sẻ với các bạn hàng ngày đó là chúng ta thấy điều này xảy ra dựa theo Leon Chen thì đương nhiên những cá voi cũng thấy điều này cho nên dẫn đến là mỗi lần mà có nhiều lệnh đòn bẩy đó thì lại sẽ có người dập cái số đường lệnh đó dẫn đến là chúng ta thấy tình hình là mỗi lần cứ giá cả tăng lên thì lại có nhiều người nhảy vào để mà để những cái lệnh long dẫn đến là nhiều lệnh long thì dẫn đến là chúng ta thấy được là giá cả chỉ cần bị người ta xả một chút thôi sẽ dẫn đến tình hình như là ngày hôm nay nó chính gọi là long squeeze thì bây giờ ở đây chúng ta cần những người mà đầu tư lâu dài đó, họ thấy cái giá cả đi xuống thì họ cảm thấy là giá cả hợp lý, họ sẽ vào để mà mua cho nên đó là những người mà thực sự là giữ được cái uh, sự tiến triển của thị trường này cho đến khi nào mà chúng ta thấy được là giá cả tăng nhưng mà lại không thấy cái sự tăng trưởng của những cái lệnh lon và những cái sàn đó thì lúc đó chúng ta mới thấy là BTC thật sự đột phá những cái đỉnh cao hơn đó chính là cái sự chia sẻ của Willy Wu và thuận cũng đồng ý với cái cách nhìn này như là chúng ta cũng nên thường nói tới trên cái channel này rồi thì đó là cái lý do tại sao mà thường nghĩ là chúng ta đã thấy giá cả đi xuống của ngày hôm nay thì nói thêm một chút thông tin liên quan đến tài liệu on chain thì tuy là các bạn thấy là ngày hôm nay đó giá cả có cái sự đi xuống nhưng mà chúng ta lại thấy đó là cái phần trăm đi xuống này nếu như nói tới phần trăm đó thì chúng ta lấy cái mức cao gần đây đi là 66.000 cách đây là 4 ngày đó thì 66.000 mà các bạn thấy được chúng ta nhìn vào cái sự điều chỉnh tới cái mức thấp của ngày hôm nay là khoảng chừng là 60.500 thì xuống tổng cộng là 8,8% thì 8,8% này có phải nhiều hay không thì tự nhiên là không có nhiều các bạn thấy được là những cái đợt điều chỉnh của BTC có thể là sâu hơn nữa có thể là hơn 15% hơn 20% thậm chí là hơn 30% cho nên cái đợt đi xuống giá này cũng chưa gọi là điều chỉnh sâu và đương nhiên khi mà BTC đi xuống thì các bạn thấy được là tình hình chung của thị trường là một màu đỏ và các bạn thấy là chúng ta nhìn vào một số những cái đồng lớn đi Đều thằng sẽ chia sẻ một số những thông tin on chain tiếp tục với các bạn những cái đồng lớn đó chúng ta thấy được là trong vòng 24 giờ qua thì đương nhiên BTC xuống là 7% thì nhiều đồng xuống cái con số cũng tương tự hoặc là cao hơn. Như là các bạn thấy là BNB thì xuống thấp một chút, xuống 6,6%, nhưng mà Ethereum thì lại xuống tới là 8,6%. Solana Cardano xuống cũng tương tự và XRP cũng vậy là khoảng chừng là 67%. Polkadot thì xuống 11,1%. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái khung gọi là 7 ngày đó thì các bạn thấy được là trong vòng một tuần qua thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều đồng có sự tăng trưởng như là đồng Myotex à, hay là chúng ta thấy đồng Luxpring là tăng 28%, Cadena tăng 22%, Leapyear tăng 20% Mặc dù là hôm nay những cái đồng này có sự xuống giá cũng hơn 10% nhưng mà trong vòng tuần qua thì vẫn là tăng trưởng Còn nói tới một tuần qua đó, đi xuống mạnh thì chúng ta cũng không thấy đồng nào gọi là xuống cực mạnh trong khi mà chúng ta thấy được là một số những đồng lớn thì có cái sự đi xuống khoảng chừng là từ 20 cho đến 27% chúng ta có spell token phantom rv uh, poker dot mặc dù là chúng ta đã có pair chain nhưng mà poker dot vẫn là xuống 21% trong vòng 7 ngày qua sushi xuống 21% thì các bạn thấy được là những nông lớn thì uh, nếu nó xuống nhiều rồi thì phần lớn xuống khoảng chừng là 20% trong cái khoảng thời gian là 7 ngày qua thì cái mà anh thường muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta Chả à, về cái mức giá của BTC là cách đây chỉ có 9 ngày mà thôi Thì cách đây à, vài ngày đã rất nhiều bạn thường hay comment nói là Hy vọng là được có tăng quá nhanh để chúng ta có cái cơ hội để mà thu mua thêm Bitcoin Thu mua thêm crypto như là các bạn yêu thích trước khi mà có cái sự bùng nổ mặt giá cả Thì các bạn thấy được là cái sự mong muốn của các bạn đã đến rồi hôm nay Giá cả đã có một cái sự điều chỉnh đi xuống Thì các bạn cứ mua hay không? Chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin liên quan tới on chain tiếp tục đi thì đối với cái điều mà xuống giá ngày hôm nay đó thì các bạn thấy được là mấy giờ qua thì đây là tình hình liên quan đến cái số lượng BTC nạp vào so với lại rút ra tính theo giờ thì mỗi thanh này là một giờ thì thật sự các bạn nhìn vào đi thì trong thời gian 3 tiếng qua chúng ta đã có thêm BTC ở trên sàn nhưng mà khi mà zoom ra đó thì các bạn thấy được là cái con số này cũng không đáng kể lắm những thanh này rất là nhỏ khi mà các bạn zoom ra so sánh với lại trước đây như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà khi mà zoom vào đó thì các bạn thấy được là có thêm BTC nạp lên so với lại rút ra nhưng mà đối với lại tây đó thì tình hình nó lại ngược lại khi mà thằng zoom vào đó đây cũng là tính theo cái uh, nến giờ nghĩa là một thanh một giờ thì các bạn thấy được là mấy giờ qua thì cũng không có sự di chuyển nhiều ngoại trừ là chúng ta thấy được là cái tay khoảng chừng là một ngày đây thì có một cái thanh các bạn thấy là lên tới là 1981 Ethereum rời khỏi à, những cái sàn giao dịch vào ngày 15 tây tháng 11 thì Ethereum và BTC đó nhìn tổng quát thì các bạn thấy xu hướng cũng như vậy mà thôi nghĩa là càng ngày càng ít BTC, càng ít Ethereum trên sàn hơn cũng như thường đã từng chia sẻ với các bạn. À, nhưng mà cái vấn đề ở đây đó cũng như là được nêu ra bởi Willy Wu là hiện bây giờ đó mỗi lần mà có quá nhiều người lạc quan, quá nhiều người bullish thì họ sẽ có nhiều cái lệnh long trên sàn và đương nhiên những ca voi họ thấy điều này thì đương nhiên là sẽ dập những lệnh long đó dẫn đến cái tình hình như là các bạn thấy là mỗi lần lên một chút thì lại có một cái đợt điều chỉnh rất là nhanh. Tại vì đó thì hàng Long bị thanh lý đó là điều mà thùng muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà trong cái đợt mà đi xuống ngày hôm nay đó thì các bạn thấy là một trong những cái tài liệu chúng ta thường hay nói đến đó chính là hiện bây giờ còn bao nhiêu phần trăm của BTC đang có lời tính theo Classno thì các bạn thấy là hôm nay đó cuối cùng ở mức giá là 63.000 bây giờ là thấp hơn rồi bây giờ là 61.308 nhưng mà cái tài liệu này nó update mỗi ngày một lần thôi thì ở thời điểm mà update thì các bạn thấy được là chúng ta đã rời khỏi cái dùng màu đỏ này rồi có nghĩa là chúng ta thấy là bây giờ chỉ còn có 94,2% cái số lượng BTC trên uh, blockchain là có lời mà thôi tính theo classno đã rời khỏi như màu đỏ như là hơn 95 thì đương nhiên à, chúng ta muốn thấy đó là nếu như chúng ta muốn có một cái đợt tăng trưởng bền vững và dài hạn đó thì chúng ta phải thấy là cây đường màu vàng này rời khỏi như màu đỏ và thuận thì vẫn thích nó xây quanh cái mức là khoảng chừng 85% tăng lên một chút rồi lại điều chỉnh xuống khoảng 85% rồi lại tăng lên một chút nhưng mà các bạn thấy là gần đây chúng ta nằm trong nhiều màu đỏ rất nhiều ngày rồi. Đây là điều mà thường thường chia sẻ với các bạn lúc nào chúng ta cũng cần phải có một cái sự chuẩn bị. Mỗi lần mà các bạn thấy là cái tình hình là cái đường màu vàng nằm trong vùng màu đỏ đó hay là các bạn thấy là có nhiều những cái lệnh futures thì lúc nào chúng ta cũng cần phải có cái tâm lý chuẩn bị như là thường đã từng chia sẻ trước đây với các bạn. Thì đây là cái tình hình của thị trường nói chung. Bây giờ Thuận muốn chuyển qua để mà nói tới một số những cái thông tin nổi bật đi.